Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, ở trong kinh Thí Dụ Tấm Vải của Trung Bộ Kinh 1, Đức Phật có dạy về những cái sự loại trừ cấu uế của tâm. Ai trong chúng ta cũng có những sự suy nghĩ, những móng khởi lên những điều bất thiện. Vậy thì loại trừ nó như thế nào? Đức Thế Tôn dạy như vậy. Này các tỳ kheo, thế nào là những cấu uế phiền não của tâm? Tham dục và tham lam, bất chánh là một loại phiền não làm cấu uế tâm. Sân hận, giận dữ, thù nghịch, khinh thường, hỗn láo, đố kỵ, keo kiệt, dối trá, lường gạt, bướng bỉnh, ganh đua, ngã mạn, kiêu căng, hợm hĩnh, phóng dật là cấu uế của tâm. Thưa đại chúng, nếu mà chúng ta muốn tu tâm, muốn giữ cho cái tâm của mình được thanh thản, nhẹ nhàng, đừng có khởi lên bất cứ một ý niệm nào bất chánh, thì chúng ta hãy cố gắng quan sát khi nào mà tâm chúng ta khởi lên tham dục, tham lam, hoặc là những điều mà mới kể trên như là sân hận, giận dữ, thù nghịch, khinh thường, vân vân. Tất cả những điều đó lúc nào nó khởi lên thì lúc bấy giờ nó làm cho tâm ta vẩn đục, làm cho lòng của mình bị dơ bẩn đi. Thưa đại chúng, ở trong cuộc sống này, người ta làm cho mình dơ chiếc áo, dơ chiếc xe thì mình chỉ cần rửa là nó sạch liền. Nhưng nếu như trong tâm của chúng ta đây chứa nhóm những điều kể trên thì người ta rất khó để có thể làm cho nó trong sạch lắm, mà chỉ có chính tự thân ta thôi, cố gắng đoạn trừ và cố gắng đừng làm khởi sinh những điều đó nữa, thì lúc bấy giờ mới có thể diệt trừ được những điều đó ở trong tâm. Hay nói khác hơn, tự tâm ta khởi lên thì cũng từ nơi tự tâm ta mà diệt đi. Ở trong kinh Sám Hối Hồng Danh chúng ta cũng đã từng nghe đó, là tội từ tâm khởi, đêm tâm sám, tâm được tịnh rồi thì tội liền tiêu. Những cái sự cấu uế phiền não từ ở nơi tâm ta nó khởi lên để nó làm ô uế, và cũng từ nơi cái tâm đó mà làm cho chúng ta trong sạch trở lại. Biết rằng tham dục và tham lam bất chánh là cấu uế của tâm, tỳ kheo từ bỏ nó. Thế thì khi mà nó khởi lên một cái điều nào đó, chúng ta biết đó là cấu uế thì tự mình hãy từ bỏ nó. Biết rằng sân hận phóng dật là cấu uế của tâm, vị tỳ kheo từ bỏ nó. Các vị thấy những cái phương pháp mà Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta hết sức là thực tế và hết sức đơn giản, nêu cao cái vai trò tự chủ của chính tự thân của chúng ta đây trên mọi cái phương diện ứng xử trong cuộc đời. Cho nên khi chúng ta tu tập thì yếu tố tự giác là điều hết sức là cần thiết. Tự giác để tự chúng ta thấy rõ được mình cần phải trau dồi điều gì, cần phải học hỏi điều gì và cần phải sửa đổi điều gì. Tất cả những cái tốt đẹp không phải tự dưng nó đến, mà điều ấy người ta nhìn nhận và sửa đổi nó để làm cho tất cả những cái xấu nhơ kia trở thành tốt đẹp. Và thánh thiện hiền lương trong cuộc đời này cũng tương tự như vậy. Ở trong đời muôn vạn những sự trái ý nghịch lòng, và tất cả những điều đó có thể làm cho chúng ta vẫn đục. Vậy thì từ ngày hôm nay khi nghe được cái tinh thần giáo pháp này, tự chúng ta hãy nỗ lực mà quán chiếu lấy chính bản thân mình để nắm giữ cái tâm của mình cho được thanh thản và nhẹ nhàng. Đừng đổ thừa là tại vì bởi vì người kia mà làm cho tôi như thế này. Chúng ta hãy cố gắng luyện tập để cho tâm mình, ý nghĩ của mình ứng xử với tất cả mọi thứ xung quanh kia đều mang cái dáng dấp của như như bất động. Có như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng mà vượt thoát khổ đau. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc đại chúng luôn an vui trong cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.